Dự án BKMEC Bình Định thuộc phân khu 7 khu kinh tế Nhơn Hội tọa lạc tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 20 km về hướng Tây. Với tổng quy mô dự án 2.300 ha, trong đó 1.425 ha dành cho công nghiệp và tái định cư, khoảng 10.000 lô tái định cư mỗi lô diện tích 150m2, 5x30, tổng cộng 4 khu gồm Hiệp Vinh 1A, Hiệp Vinh 1B, Hiệp Vinh 2 và Tân Vinh. Bên em hiện tại đang phân phối giá rẻ nhất thị trường chỉ từ 350 triệu đến 450 triệu một lô tùy giai đoạn. Tiện ích nội khu gồm công viên, trường học, bệnh viện, quỹ đất thương mại, cây xanh vân vân. Về công nghiệp, đã có nhà đầu tư nước ngoài xây dựng nhà máy chuẩn bị đi vào hoạt động, có nhà ở dành cho công nhân, quy hoạch đồng bộ, điện, đường, trường, trạm. Xung quanh dự án là dân cư hiện hữu. Quý khách có nhu cầu mua đầu tư hoặc an cư liên hệ Bất Động Sản Mê Linh. Tư vấn nhiệt tình hỗ trợ hết mình qua số hotline 0982130452.